Trời ơi, màu đẹp quá luôn. Khách lấy nhanh liền luôn, 4 set luôn mấy chị ơi. Đó, thấy chưa? Cái bảng màu rực rỡ. À, Lily ra cái bảng màu này á, là nó sẽ có vừa cái màu spring nè, và nó có Christmas nè, nó có cái kim tuyến này rất là lạ luôn nha, và nó có màu của summer luôn. Mọi người mua có một bảng màu thôi mà được 3 mùa. À, và nó có treo với bột matching nha. Bột thì mình đắp rất là đẹp, bột đắp ombre rất là đẹp luôn. Cái này là bảng số 7 của bên em. Cái này là một người khách mà lấy như đây thôi. Còn nữa đây, bảng màu này rất là chắc chắn, nó không có bị dễ bị rớt á mọi người. Rồi, màu nu nữa nè, lấy màu nu nữa.